Kira Koto chào các bạn ha, lại là mình đây, lại tiếp tục cái chuỗi video về à, sở hữu nhà mua nhà Nixon, nha. Video trước mình à, có nói về à, à, liên hệ luật sư ha. trước khi mà mình ký hợp đồng, thì mình trình bày rõ ràng như anh chị đã biết. Ha. Anh chị nào chưa coi thì coi trước, à, coi video trước đó của mình nha. Hiện tại mình đã ra 4 video rồi ha. Video ngày hôm nay là video năm video chứ, hôm nay là video thứ sáu nói về là ký hợp đồng mua nhà thì. À, Hôm nay mình sẽ trình bày cho anh chị cái hợp đồng của mua bán nhà ở New Zealand như thế nào. Thì anh chị xem xét, anh chị có thể tìm online được nha, cũng ra được. Và trong hợp đồng này cần lưu ý những gì thì mà trình bày cho anh chị nha, rõ ràng nhé. Và anh chị xem nhé. Rồi các bạn ha, đây là cái hợp đồng mua bán nhà mình đã dùng ha cái này mình dùng của bạn mà mình phải che tên lại ha trên của người bán người mua đây là cái hợp đồng mà chính thức ha được dùng để mua bán nhà ở new zealand nha còn là agreement for sale and purchase of real estate nhé thì có vendor vendor là người người bán bạn ha và purchaser là người mua ha là mình ha thì đây mình chỉ nói sơ qua một cái thôi mấy cái nào mà thường, thường thì ở đây uh, uh thường thường thì ở đây um, agent làm hay mình nói gì mấy này là phục vụ về agent ha ví dụ như là thông tin property sẽ nói mình property estate có nhiều loại bạn uh, free freehold uh, straight term in leasehold uh, leasehold lease nói chung mà mình lời khuyên chân thành nhất anh chị mua nhà là phải freehold house, à, nó không liên quan cái này cả ví dụ là Crossley anh chị nè Crossley anh chị là trung đường đi lối lối người ta là nói chung phiền phức lắm cái đó nói chung là mua nhà tốt nhất anh chị mua freehold không có liên quan cái thằng nào trên không liên quan nha trên một khu mình dùng nhà mình riêng nhé còn những ai mà ở thành phố lớn thì bắt buộc phải mua trong những chung cư thì không mình không nói rồi à, nếu mà như ở đâu bên bên như mình thì mình khuyên đó lời khuyên của mình nha còn tùy anh chị nên mua freehold nha ở đây nói diện tích đất này ha. diện tích này mình, uh, 660 đất mình là 661 mét vuông này ở đây có ghi rõ này ha rồi nói purchase price này uh, giá mua bao nhiêu này uh, tuyển chị nè đó và deposit ha hồ sơ mình đi có deposit 25 nghìn nha đó. rồi cái điều quan trọng nhất uh, sao mình nói là chưa chưa gì hết mà đã ký hợp đồng rồi mình chưa check gì hết ở đây thì uh, có những điều kiện uh, ký hợp đồng mua nhà với điều kiện là cái hợp đồng mua nhà không điều kiện không điều kiện là mua đất luôn không cần check gì cả còn cái hợp đồng với điều kiện ở đây có những điều kiện nào ở đây hồi xưa mình 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 mua nhà có điều kiện thứ nhất là mình có financial require à, mình trả giá trước xong rồi mình đợi ngân hàng approve đó cho hai tuần để ngân hàng hai hai tuần cho ngân hàng như hai tuần cho ngân hàng một tuần, tuần cho lim hay là hai tuần cho gì đó mình không nhớ nữa đó ở đây à, 10 ngày 10 ngày cho cái ngân hàng 10 ngày cho cái lim requirement và 10 ngày cho cái building report đó ở đây mua nhà thì anh chị có thể là financial condition nha là financial này lim này building report requirement này là toxic uh, toxicology report này uh, oia consent require này hoặc uh, là act uh, consent require này đó mấy này tùy anh chị ha nhưng mà mình thường tập trung vào cái uh, building report lim uh, liêm và financial require cái lim này bởi mình, mình mua cái nhà mình cái lim này là ông chủ nhà trước mua ông có luôn rồi ông đưa cho mình luôn thì mình không cần phải mua cao sổ nhưng mà liêm thì mình chỉ coi mấy cái thông mình như mình nói cái video trước mấy thông tin cao sổ đưa cũng, đưa tương đối đầy đủ cái lim thì cũng đưa mình coi thêm về cái vị trí nhà mình có hay ngập lụt hay gần sông mình sẽ không cái vị trí ngập lụt gần sông hay gần động đất hay không thì anh chị có hay check trên bản đồ được nha à, coi nhà mình có khu gặp là khu gặp úng hay không khu lục hay không ha hoặc là khu động đất hay không thì anh chị có thể check trên bản đồ được nha. Thì lim anh chị muốn coi lim thì order lim nha. Rồi, bữa anh chị cái hỏi bây giờ mình con gái mà sẽ biết đi coi nhà được. Ha, anh chị phải tích vào cái gọi là building report, anh chị phải thuê công ty gọi là công ty đến kiểm định nhà trước khi mua nhà. Thì mình có, có công ty này nha, mình gọi là Beta Group hay là Beta uh, Inspection này không là người ta sẽ đến kiểm tra tất cả chi tiết căn nhà ha độ ẩm của nhà nó còn chi tiết tất cả và người ta sẽ đưa mình cái thống kê chỗ nào chưa tốt chỗ nào tốt chỗ nào cần phải khắc phục cần nào phải sửa thì người ta sẽ đưa mình đầy đủ thông tin cho nên nha bữa các anh chị hỏi mình bây giờ chị con gái đi đâu biết coi nhà nào đâu thì anh chị phải tích vô cái việc trên là building report cái này mình trả khoảng là bảy trăm rưỡi các bạn ha đó nha rồi việc kiểm tra là độ độc hại của đất thì tùy tùy anh chị có không nhé là toxic report ừ. À, cái condition này rất là quan trọng cái này mình muốn nhấn mạnh nhấn mạnh ở đây để anh chị biết nhé rồi xong mình kéo xuống thì có là general term ở for sale thôi cái này thông tin anh chị muốn đọc nói chung là thực chất mình cũng chả đọc mấy này nha cái này không đọc luôn à, mấy này chỉ khi mà kiện tụng loại, khi mua nhà có vấn đề gì kiện tụng này ấy cái này là phần luật sư nó người ta đọc người ta làm ha khi mình gửi mình đưa luật sư hết à. Đó, nó hơi dài các bạn rồi mình kéo xuống dưới nha mình cho mình kéo nhanh nha cái này đọc thì sao anh chị có gì anh chị rảnh thì anh chị cứ đọc thôi Đó. để mình kéo xuống dưới nó cũng được nhưng mà nó, cũng, nó cũng hơi dài ha trên trên mình kéo xuống mình chưa hết luôn ha trên cuối đây cái trang uh, no approval ha bữa bữa cái uh, cái điều kiện của mình đó, là phải có loyal approver trước ha đó ha cho nên là là trong à, uh, three working day anh chị thấy không đó three working day đóng có điều kiện trong hồ sơ mình add là là phải có cho 3 ngày để luật sư xem xét cái tình hình đất đai này có căn nhà này có ổn, ổn hay không ổn thì là mới đầu ký tiếp uh, ha đó cho nên là mình cũng phải thêm một cái đó đó luật sư mình tư vấn ha rồi xong mình kéo xuống dưới mình đây cái này quan trọng mắc sẽ cái vô choose là ha có là cái nhà này khi mình mua thì sẽ có những vật dụng nào trong nhà à, hồi xưa mình mua thì có cái máy đi chén này. À, có này có cái garden set này có cái đo rang hút rồi ply rồi u under bench oven light hit pump rồi khớ top smoke ha rồi có vài cái thêm đó là đó anh chị phải kiểm tra kỹ ha người ta để lại những cái gì trong nhà mình và khi mình và sao mình để kỹ là khi anh chị nhận nhà rồi anh chị đến và kiểm tra những dụng cụ này À, trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh chị kiểm tra nhà trước khi ký hợp đồng mà chuyển giao tiền trước khi chuyển giao tiền nhé nhé yeah. đó anh chị coi phần này nha thường thường mình mua nhà thì mình coi phần này với phần trên Conditions yeah. đó rồi mà dưới này cũng claim rồi xong rồi tên là ký rồi Không có gì rồi, mà tên là loy đúng, đúng này ha đó rồi và về hợp đồng mua bán nhà nha rồi sau khi mà mình sẽ nói tiếp nhé rồi bạn ha, mình đã chia sẻ cái hợp đồng mua bán nhà mình cho anh chị coi thì anh chị một phần nào đó hiểu thêm ha. Nhưng mà như là, như mình đã trình bày đó ha, cái phần nào mình phải check kỹ nhưng mà condition ha, anh chị mua nhà phải có condition, building condition hay lim hoặc là financial condition gì đó để mình đảm bảo hết mọi thứ ổn thỏa hết rồi nha, để mình mới mua nhà nhé. Còn những người nào có điều kiện quá thì mua luôn, tại khi thích nhà đó qua mua luôn không cần kiểm tra, đó tùy người nhé. Thì nói mình như mình nói đó thì anh chị mà cái video trước mình nói là anh chị đi coi nhà kiểm tra nhà hết thấy thì sơ hết rồi mà kiểm tra cái mình đưa anh chị mấy cái website check giá cả mua bán trước đó rồi thì mình biết được cái giá uh, tương đối căn nhà đó thì mình đặt offer ví dụ nhà nó uh, trả là 800 đi thì mình đặt offer là uh, 780 mẹ như vậy ha thì mình ok đặt offer rồi sau này nếu có gì nó nếu mà agent nó không chịu thì mình phải nhích lên hoặc là như thế nào đó thì tùy tùy cái offer gọi là multiple offer hay gì đó hai anh chị một mình chỉ là có một hiện tại giờ có một offer thì thì, cho nên là anh chị có thể là là một một là mình anh chị đó thì mình mình có thể negotiate đàm phán thêm thì mình cứ vừa như tám trăm thì mình đặt là bảy trăm tám mình, mình coi QV thấy nó cũng có bảy trăm mấy hay là gì đó thì mình đặt bảy trăm tám đặt deposit nha rồi nhiều uh, anh chị hỏi mình là bây giờ bây giờ uh, building, building uh, inspection là bây giờ chọn ai người ta làm những những gì trong đó thì hôm nay mình sẽ lấy cái building inspection của cái nhà mình để cho anh chị coi, coi người ta kiểm tra những phần nào nhé rồi anh chị theo dõi theo, theo dõi nha rồi các bạn ha ở đây mình sẽ chia sẻ cái uh, building inspection report của cái nhà mình à, cho anh chị coi thì anh chị biết phần nào người ta sẽ kiểm tra những phần nào nhé mà mình khuyên cho anh chị nào đang mua nhà thì anh chị nên có cái building report để biết được cái nhà mình kết cấu thế nào có chuẩn hay không có cần gì phải lo lắng gì không thì cái builder người ta đưa, đưa, đưa người ta làm cái report người ta sẽ điện thoại mà chia sẻ mình thêm nha. Sẽ là cần uh, discuss cho mình nhiều hơn vấn đề nha. Đó thì Table content mình sẽ giới thiệu anh chị người ta kiểm tra những phần nào nha. Thì trong cái content này thì report người ta sẽ có 14 mục ha. Thì nhất là người ta sẽ có cái traffic light. Thứ hai là do property details, thứ ba là do report summary. Số so 4 là do property report. Số so 5 là exterior roof. Số so 6 là roof space. Số so 7 là external wall cladding. Số so 8 là foundation and subfloor. Số so 9 là plumbing systems. Số so 10 là electrical system. Số so 11 là weather tightness. Số so 12 là site improvements. Số so 13 là best and hazards. Số so 14 là interior elements. Và số 15 là outer condition. Traffic light là gì có nghĩa là người ta kiểm tra từng phần, người ta xem cái là phải nhiều traffic light green là cho nó không có gì tốt hết à, ví dụ như uh, kiểm tra máy à, green light là tốt không có gì hết hoặc là orange traffic light là nghĩa là một phần lo lắng ha và số 10 số đỏ là nghĩa là cần phải xem xét kỹ ha đó là cái uh, nói sơ mà không đi theo đi theo không có đi ghi sâu hơn nha mình chỉ nói về thôi những phần mà building inspection người ta thường người ta làm những những phần này nha thì giúp anh chị hiểu rõ hơn và người ta sẽ discuss với mình ha sẽ trao đổi mình thêm uh, hồi xưa mình làm tầm bảy trăm mấy các bạn về cái building report mà mình khuyên là anh chị mua nhà thì nên tại vì nó nó, nó tốn một tí xíu nhưng mà nhìn biết được chất lượng cái nhà thì mình không chuyên về xây dựng thì mình không không đảm bảo được ha cho nên là chuyên sẽ làm tốt hơn rồi anh chị xem tiếp nhé. Bài, ha đó là cái um, mình chia sẻ về kiếp đồng thì anh chị đọc hợp đồng này chú quan trọng là anh chị uh, mình trình bày nhắc lại ha anh chị đọc quay cái tiền mình địa chỉ thông tin mình đúng hay không rồi uh, tiền mình đọc rất hơn bao nhiêu để vô bao nhiêu ha rồi cái chất chat uh, nhà đây là những gì cho mình ha như là uh, dishwasher hay là những cái phần nào để là cho mình đó thì mình kiểm tra nhé Ngoài ra thì như mình nói đó phải có khi kiếp đồng anh chị phải suy nghĩ phải liên hệ lại gọi là building inspection rồi uh, là financial requirements and, uh, in lim report thì uh, anh chị các hãy vào đó để mà biết để mà uh, thuê người làm, thật là để mình đảm bảo chất chất lượng là cái nhà nó tốt không để mình mua nha. Tại vì mua cái nhà 7 800 900 cái triệu đô mà có tốn khoảng 700 mấy đô để mà làm cái video inspection thì mình thấy cũng nên nhá Đó. Rồi uh, đó là những mình chia sẻ khi hợp đồng. Đó mình ký thôi nha. Tại vì, tại vì mình có condition thì không có gì phải lo lắng. Ví dụ như uh, Uh, condition ví dụ một trong những condition mà không thỏa mãn ý kiến của mình thôi mình bỏ nhà đó mình không mình không mua nữa thì nó cũng không, ảnh hưởng gì đến mình hết nha yeah. khi nào đó cho nên là anh chị kiếp đầu cứ anh uh, condition con condition lên thì sau này mình không muốn mua nên mình đổi ý mình không mua nhà đó mình mình bỏ cũng được không sao mình nói là Ờ, uh, vì lý do là cái nhà này bị gì mình không thích đó gì uh, đó thì, thì mình không, không ảnh hưởng gì anh chị nha yeah. rồi uh, tiếp theo cái video tiếp theo sau cái video này hôm nay thì mình sẽ nói về tài chính liên hệ ngân hàng để vay tiền. Đó là một cái uh, video rất là vui, rất là hay và cũng chia sẻ cho anh chị để mình cố gắng mình làm sao mình lấy được tiền ngân hàng, ngân hàng và uh, cố gắng uh, là, là cố gắng thuyết phục ngân hàng cho mình nhiều đưa mang được nhiều tiền hơn ha và liên hệ ngân hàng thế nào. À uh, cái video tiếp theo thì mình sẽ uh, hướng dẫn anh chị ha có là những cái trải nghiệm mình đã làm, làm nha mình hướng dẫn lại cho anh chị như mình nói đó video anh chị mua nhà anh chị phải coi tìm hiểu những kinh nghiệm những người khác không những là video của mình mà còn nhiều nhiều người khác chia sẻ nữa nha để yeah. mình uh, tích được nhiều kinh nghiệm hơn và giúp mình uh, mua nhà nhanh chóng hơn nha rồi cảm ơn anh chị rất nhiều và hẹn gặp anh chị trong cái video tiếp theo là liên hệ ngân hàng tài chính để vay tiền nha cảm ơn chị đăng ký kênh của mình nha và hẹn gặp anh chị video tiếp theo nhé rồi xin chào tạm biệt